đêm mai nè mọi người, mùa này với mùa này chắc chạy gì gió quá sụp đầu hết rồi, cục đầu hết rồi. Đây là bông cúc mâm xôi, đây là hoa mai, không biết là của anh Năm, không biết rồi anh Thanh để đâu nữa, chắc cây này quá hay là cây trong mua tới hai cây lận, mà chắc cây này của anh Năm này. Treo lên mấy cái đèn kia một cây nữa, chắc là cây đó một là có năm, cây này là có năm rồi, chỉ có hai cây nhỏ thôi. Lấy cái tô hay gì? Lấy cái tô đi, con cái thao cũng được. Lấy cái bàn đi cho chấm. Cái bàn nhỏ nhỏ, bàn này đứng lên kể à. Đúng đúng rồi, để đồ, đồ đứng lên một. Cái giả tôi lên cái thiệt không đã. Đủ còn mấy cặp đứa nghe cặp thiệt đó, không biết bàn tay nào đem đi hết rồi đó. Nó mô tử bển cho cậu mình có mình về. Rồi đâu bạn đó. Ghế nào thấp thấp không rồi? Để đứng trên này nè. Ấy quế hết. Nói gì với anh Năm đi Thanh? Hả? Nói gì với anh Năm đi? Còn quế đi hết nha, không còn ở đây nữa nha. Lao trong sạch sẽ đó. Quỷ ma tà ma nó đi hết trùm đi. Lấy tấm hình xuống hồn lao. Chứ không dám lấy, đừng lấy, đừng mà lấy cái khác. Lấy cái khăn khác anh lao trên cái hình để cho. Tối đi phòng trà cây tôi nha. Đó này chị về quê. Không,
tượng trần cũng giống chữ ha. Giống rồi ha. Giống. Nhìn có hồn. Cái tượng này hai cái bàn tay mà nói ông Hoàng làm anh kêu làm 14 ngày mới được hai cái bàn tay này á. Nó chuyển qua cho đây coi mà không có giống. Tại ông đang muốn quyền mà. Chai rượu chắc không đủ rồi đó. Kêu tránh mục tiêu. Ở đây có nào có bánh rượu kia đó. Mua chai rượu. Chung chai rượu. Thêm hai chai đi. Hai chai đi. Cái chị đó là chị nào? Mà làm này chút đi. Còn đi kiếm mua thêm chai nữa. Rồi rồi con mua đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lúc mà hồi xưa anh Năm còn sống, anh có lo anh Năm vậy không anh Thanh? Dạ, một hơn. Mắt tiên nhiều, con nghe kể nhiều đồ ăn cho chú Năm mà không dám nấu đó. Nói chân tí không có tiền, mà còn mỗi một cái phần tiền lo thức ăn cho chú Năm thôi. Cậu con nghe mà, mẹ con nghe mà cho nó cứ khóc luôn á. Yêu mà chị, yêu là vậy đó. Tình yêu là vậy đó. Hy sinh mà. Cao quá hả? Hồi xưa còn sống sao lùn quá vậy, sao cao quá đúng không? Ở đâu lùn mà anh mà. Bây giờ sao cao quá trời cao rồi. Đó, mặt đó, kinh kinh. Đó,
là nhẹ nhẹ đau quá là tối gì nắm chân gì không là... má Tư đâu có sợ đâu không sợ đâu nha, má Tư còn cùng khoái mà sống má Tư cũng sợ sợ má Tư xe qua con cái thấy cậu cười tươi hơn nữa được kìa đây. Hộp này đó là Mão má làm không á, má kết không? Để Mão đó đâu anh? Rồi, cũng đi luôn rồi. Mấy đó biết đâu tiền. Chưa nó không ra. Lao xong chắc phải hùng cái nè. Ừ, giống cái anh, giống cái anh gì bữa lên mộ đó anh gì ta, bữa em nói cái anh gì, anh gì cũng ở bên nước ngoài đó, lên hung quá trời, lên hung quá trời hung, không biết sống có hung không. Tính ra là anh Linh Tâm với anh Vũ Linh với anh Thanh là thân lắm luôn á. Như ruột đó. Dạ. Ồ, chú Linh Tâm khóc nước mắt ra luôn, khóc khóc mà hu hu như là ai đang. Vậy bên kia mà nó sực sực quậy á. Thôi, nó đâu có biết nó có nghĩa tới nhân gì đâu. Ta khóc không muốn nói. Đầu là ba. Chỉ có một cái là khi nào mà theo phe mà lực lộng thì đâu có nói. Sao lấn mưa năm 11? Anh Năm. Anh Năm thứ năm, 11 là cái gì? 11 là con chó. Tụi con chó. Cậu tự tức luôn. Mai thùng này nó không có năm mới lấy số này. Dạ. Xong rồi đó. Đẹp rồi đó. Màu đỏ là tươi lắm nha. Cái tình hạnh phúc này vui vẻ nè. Thằng kêu luôn ông ơi em về ăn Tết với tôi. Chiều tối nào đi vô phòng trà chung. Vô nhậu. Sáng gọi cũng hai đôi ra đi chơi rồi. Má có điện. Dạ. Rồi ở bên đi với thôi con bệnh con chơi đi. Xa lắm về đi cho sớm để ba qua thì ba làm được rồi. Làm nhánh sao cái này không hợp nó như hình hết viên hả ta? Đúng rồi, tại vì nó lại không sợ sợ không bị hơi xấu nghiêm sức ra rồi. Nghiêm lại đã sẵn. Cái bó bông đâu rồi? Dạ. Bó bông nào vậy? Bó bông nào? Dạ, con ngủ sắc đó con. Dạ.
đó cái con trai kêu mẹ con cắt cắt vô xong cái bỏ thau nước cái vô chổng pha nước ấm ấm đổ nước vô tắm tắm cho cái bông ngoài này con cắt cắt bông ra cắt bông bỏ vô thau tắm đó đúng không biết pha nước pha này bỏ vô tỏi biết rồi bỏ tỏi mấy cát vô này con bây giờ đập tờ bỏ vô đi bỏ vô đi đập tờ bỏ vô cho nó đi ra hết những cái dơ dái đi rồi xong chưa con trà không mà đi tôi nha. Rồi, thôi về. Đi nhậu. Rồi, đi về cái nhà.